Theo báo cáo mới nhất của ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội, hiện dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại khoảng 19% tổng đàn lợn của thành phố. Tuy nhiên, với những nỗ lực phòng chống dịch của toàn ngành, hiện đã có 7 ổ dịch được khống chế. Số lượng lợn phải tiêu hủy trong những ngày vừa qua cũng đã giảm tới 2/3, từ 9.000 con mỗi ngày xuống còn trên 3.000 con so với 2 tuần trước đó. Trong khi toàn xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội có hơn 200 ổ dịch tả lợn châu Phi, khiến gần 3.000 con lợn phải tiêu hủy, thì toàn bộ số lợn nhà ông Nguyễn Văn Trường vẫn đang phát triển khỏe mạnh. Để có được thành công này, ngay từ khi còn là lợn giống, ông Trường đã chú ý đến việc tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn lợn. Đặc biệt trong những tuần vừa qua, công tác phun thuốc khử trùng tiêu độc luôn được ông thực hiện hàng ngày. Khi đi ra ngoài về, đến nhà là phải dúng chân vào cái bình nước là phá sẵn. Thế trường hợp mà đi xe về là phải phun quà, cám bạ về cũng phải là phải phun thông báo một trước khi chuyển vào kho. Cái thứ hai nữa là tránh tụ tập nơi đông người như chợ búa hoặc là những nơi giết mổ. Tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Quốc Oai vào sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Hoàng Trung Hải đề nghị chính quyền địa phương, người chăn nuôi không được lơ là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, nếu không đàn lợn thành phố sẽ bị xóa sổ. Ngoài ra, để tránh hiện tượng trục lợi chính sách hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn bị dịch bệnh, lãnh đạo thành phố yêu cầu, muộn nhất từ 5 đến 7 ngày, địa phương sẽ nhanh chóng thanh toán tiền hỗ trợ cho các hộ dân. Như tôi đã nêu đấy, cơ chế mà chưa hoàn thành được, chưa xây dựng được, chúng ta tập trung cứ tạm ứng đã. Đúng không ạ? Không để ông nào thiếu tiền đấy, như để những cái trường hợp mà huyện thiếu tiền hay xã thiếu tiền hay là không hỗ trợ cho người dân là không đáng xảy ra đối với thành phố chúng ta. Thành phố đã hứa với chính phủ rồi, không có thiếu một đồng nào của bà con hết, để tập trung và xử lý ngay trong 5 ngày kia. Test nhanh cái là chôn lấp là phải trả tiền cho bà con, hỗ trợ. Nuôi con lợn mà bị chết đau xót lắm chứ, bao nhiêu thứ khác. Đến thời điểm hiện tại, số lượng lợn phải tiêu hủy vì dịch tả lợn trên địa bàn thành phố đã lên tới 1,9 triệu con, tương đương với 19% tổng đàn. Tuy nhiên, thành phố hiện đã khống chế thành công 7 ổ dịch. Vì vậy, số lượng tiêu hủy mỗi ngày đã giảm tới 2/3, tức là chỉ khoảng 3.000 con, thay vì 9.000 con như 2 tuần trước.